Đến hẹn lại lên, chào mừng tất cả anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, nhắc đến sự giàu có không có gì ngoài tiền đô la thì ông lớn Mỹ chắc chắn đứng số 2, không ai dám đứng số 1. Vì có đồng đô la bảo hộ như thế nên khi xâm lược một nước bé nhỏ như Việt Nam, ngoài việc đưa ra những thứ đặc sản nào là bom nguyên tử, nào là pháo đài bay hay những đội quân to xác và thiện chiến, thì anh em đoán xem bọn Mỹ nó còn mang đặc sản gì sang Việt Nam nữa. Bật mí luôn đối với anh em, đó chính là đội quân khuyển chiến, hay còn gọi là chó nghiệp vụ. Chẳng mấy khi được sang dạo chơi ở Việt Nam, nên là chúng kéo cả bầy đàn, với số lượng lớn lên đến 5.000 con. Thế nhưng, điều kỳ lạ là khi kết thúc chiến tranh phải cút về nước, bọn Mỹ ngẩn người, đứng đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 200 con. Quả đúng là lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Vậy vì sao mà biệt đội chó săn đông như quân nguyên của Mỹ lại bị quân ta làm cho bốc hơi không có tung tích như vậy? Liệu có khi nào đó là sự ra đời của món cầy tơ vẩy món hay không anh em nhỉ? Bởi Việt Nam có rừng riêng, biển rượu, núi lá mơ, mang chó sang Việt Nam thì là dở rồi. Và để có được câu trả lời chính xác nhất thì anh em hãy cùng Hồi ức Thời Chiến đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhá. À đấy, lại quên, muốn sang thì bắt cầu kiều, mà muốn xem video đều đều ấy thì anh em vẫn đăng ký kênh nhá. Như anh em cũng đã biết thì binh lính Mỹ thằng nào thằng đấy cũng to xác, ăn khỏe, nhưng mà nói đến chiến đấu với các anh lính Việt Nam thì chúng nó chỉ toàn gáy chứ đánh thì chẳng ăn thua, bởi tinh thần chiến đấu của chúng nó vô cùng yếu kém. Nó sợ đủ thứ ở Việt Nam, nào là bụi cây biết nói, tảng đá biết đi, hay đơn giản chỉ là một chiếc lá rơi thôi cũng đủ khiến bọn Mỹ phải giật mình thót cả tim ấy chứ. Có lẽ bởi vì thấy bản thân không đủ năng lực nên quân đội Mỹ đã phải đưa sang rất nhiều chó nghiệp vụ, mà điều này cũng dễ hiểu thôi, khi mà sen không đủ trình, sợ quá thì cứ để các đại boss ra tay. Với số lượng khoảng 5.000 boss, Việt Nam trở thành cuộc chiến mà Mỹ sử dụng chó nghiệp vụ quy mô lớn nhất trong tất cả các cuộc xung đột thời chiến tranh lạnh. Nhiệm vụ của những chú chó này là trinh sát, tuần tra, dò mìn cũng như đánh hơi, lùng sục, phát hiện bộ đội ta. Các giống chó được Mỹ mang sang hầu hết là những giống thuộc dòng chó to, thông minh nhất nhì thế giới. Mỗi con chó có giá hàng nghìn đô la thời bấy giờ, tiêu biểu như Berger, Doberman hoặc Rottweiler. Do việc phát triển chó nghiệp vụ ở Mỹ đã diễn ra từ rất lâu nên chế độ ăn uống của chúng hồi ấy cũng được coi là xa xỉ bậc nhất. Bởi vậy, chúng nó không bao giờ ăn uống vậy bạ, ăn cơm phở hay cháo cá mà nhất định phải là pate nó mới ăn. Sang mồm thế cơ chứ. Đúng là tài giỏi nên được phép đòi hỏi cao anh em ạ. Điểm khác biệt lớn nhất có thể thấy được đó chính là chó nghiệp vụ Mỹ tuyển không cần quốc tịch. Trong khi quân đội Mỹ chỉ cần nhận người Mỹ, miễn đủ tiêu chuẩn sức khỏe, chó nghiệp vụ có thể là chó Bỉ, chó Đức hay thậm chí là chó Phú Quốc. Thế nhưng nhanh nhẹn và khỏe mạnh thôi là chưa đủ, chó nghiệp vụ còn cần phải thông minh hơn hẳn những chú chó bình thường khác, có thể nhận lệnh từ nhiều người và đảm bảo tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối của con người. Những chú chó này thậm chí còn được học nhảy dù, nhảy xuống nước, được huấn luyện ngay cạnh trường tập bắn để quen với tiếng súng đạn, có thể hoạt động độc lập không cần chủ ở sát bên cạnh. Ban đầu, đội lính bốn chân này được chọn lọc và huấn luyện kỹ để thành chó nghiệp vụ chuyên dùng cứu người, sau đó mới phát triển được biên chế trong các đội thám báo, truy lùng, đặc biệt để chống lại các cuộc chiến tranh du kích của dân ta. Chúng được đào tạo đánh hơi rất bài bản. Để động viên và khích lệ tinh thần chiến đấu, nên nhiều chú chó dù mới sang Việt Nam dạo chơi nhưng đã mang trên vai quân hàm đại tá hoặc thấp nhất cũng là thượng úy. Những chú chó xịn sò này sẽ được sang số quân ngay trên tay, nghe chừng nó còn oai hơn nhiều binh lính Mỹ anh em ạ. Quân Mỹ chia đội quân này thành các nhóm nhỏ, cứ 5 người thì có 2 con chó, một con được phép chỉ huy, còn con kia dự bị. Nhiệm vụ của các nhóm này là dựa vào các dấu vết của quân ta để tìm vị trí ẩn nấp của bộ đội ta. Nhưng đáng buồn cho kế hoạch này của Mỹ là hầu như cứ đội nào đi là đội đấy không về, hoặc may ra thì chó đi thì người ở lại, nhất định là chó không thể quay về. Đúng như lời bài hát, có người lính ra đi từ đó không về. Anh em đang thắc mắc là vì sao mà chó nghiệp vụ lại có thể bốc hơi kỳ lạ như vậy đúng không? Vậy thì hãy tìm hiểu xem ở Việt Nam lực lượng quân khuyển của Mỹ được giao nhiều nhiệm vụ khó khăn và nặng nề như thế nào nhé. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên đó chính là trinh sát. Thông thường trong nhiệm vụ này, nhóm một chó béc dê Đức sẽ được phối thuộc cho đơn vị bộ binh khi có yêu cầu. Tổ quân khuyển sẽ có nhiệm vụ đi đầu đội hình, đóng vai tai mắt cho đơn vị, cảnh giới, phát hiện các dấu hiệu gài bẫy, phục kích, bắn tỉa, dò tìm nơi cất giấu vũ khí, lương thực của quân giải phóng và cảnh báo cho đơn vị đi sau. Mặc dù chó trinh sát và huấn luyện viên được đào tạo tại căn cứ lục quân Fort Benning, Georgia của Mỹ, nhưng đây lại là bộ phận thường phải chịu thương vong nặng nhất trong lực lượng quân khuyển. Bởi ở Việt Nam thì có vô số những hầm trông chết giặc, đội nào đi trước thì đội đấy sẽ là đội chịu trận thôi. Mà cái bọn lính Mỹ nó sợ như thế nào thì anh em biết rồi đấy, nên là nó cứ mang chó ra chịu trận. Đặc biệt là quân giải phóng Việt Nam đã rất khôn khéo trong trận chiến đánh hơi và đưa ra nhiều biện pháp để đối phó. Ví dụ như nước xà phòng giặt, tỏi, ớt bột rắc quanh khu vực ẩn nấp để đánh lừa chó nghiệp vụ của Mỹ trong các cuộc truy tìm hầm bí mật. Những biện pháp tương tự
ví dụ như đốt thuốc nổ của Mỹ hoặc sử dụng chất thải vật nuôi, đổ hàng xô nước tiểu động vật cũng có thể khiến cho những chú chó đánh hơi nhầm lẫn và hoạt động không hiệu quả. Nhiệm vụ đặc biệt tiếp theo đó là tuần tra. Tổ quân khuyển gồm một chó Berger Đức và một huấn luyện viên có nhiệm vụ tuần tra vòng ngoài ở các căn cứ, kho tàng, các cơ sở quan trọng và dùng điện đài thông báo ngay cho lực lượng bảo vệ khi có dấu hiệu khả nghi. Các nhóm chó nghiệp vụ tuần tra thường hoạt động về đêm và được sử dụng rộng rãi bởi tất cả các đơn vị đóng căn cứ ở Việt Nam cũng như Thái Lan. Chó tuần tra và huấn luyện viên phần lớn được đào tạo tại các căn cứ không quân Lackland, Texas của Mỹ, một số ở Showa, Tachikawa, Nhật hoặc tại chỗ. Dù được dạy dỗ, học hành đàng hoàng là thế, nhưng những chú chó bốn chân này, dù ban ngày hay ban đêm, cũng chẳng tìm được anh lính Việt Nam nào, vì bộ đội ta cứ thoát ẩn thoát hiện, lính Mỹ hai chân nó còn chả tìm được, huống chi là bốn chân. Tiếp theo, các chú khuyển phải thực hiện tuần tra mặt trước. Chúng được triển khai theo các tàu, thuyền tuần tra tốc độ thấp trên các tuyến giao thông đường sông của Mỹ nhằm phát hiện hơi thở từ các thiết bị lặn, từ đó ngăn chặn hoạt động của đặc quân nước quân giải phóng. Thế nhưng mà đặc công nước Việt Nam thì chẳng khác gì những chú rái cá hay ít kiêu thời hiện đại cả. Họ có thể bơi lặn nhanh đến mức chó cũng chẳng thể tìm ra được. Nhiệm vụ cuối cùng cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất của đội quân khuyển chiến là do min, bẫy, đường hầm. Tổ quân khuyển của Mỹ cũng bao gồm một chó Berger Đức và một huấn luyện viên. Đúng như tên gọi, chó nghiệp vụ có nhiệm vụ dò tìm đường hầm, các dấu vết của mìn, bẫy và các phương tiện sát thương khác để hỗ trợ các hoạt động của công binh chiến đấu lục quân và thủy quân lục chiến. Đi đến đâu là đội quân này cũng hít, ngửi ngửi xem có bom mìn gì không, thính như mũi chó cơ mà. Ngoài ra, các tổ quân khuyển này còn tham gia hỗ trợ các hoạt động lùng sục, càn quét làng mạc, cũng như khu vực nghi ngờ có kho tàng của quân giải phóng. Đặc biệt, bọn Mỹ còn thiết lập các nhóm tác chiến dò tìm với ký hiệu CTT là một mô hình riêng được xây dựng để chống lại các hoạt động chiến tranh du kích của Việt Nam. Mỗi nhóm tác chiến gồm hai chó nghiệp vụ Labrador, trong đó một làm dự bị, và 5 lính gồm huấn luyện viên, lính tìm kiếm theo dấu vết, lính yểm trợ, điện đài viên và tổ trưởng. Dựa trên kinh nghiệm chống du kích của quân đội Anh ở Malaysia, các nhóm CTT có nhiệm vụ chủ động truy lùng quân giải phóng. Mặc dù vậy, các nhóm CTT vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê, một đơn vị như vậy, trung đội bộ binh số 63 trong thời gian từ tháng 9 năm 1969 đến tháng 1 năm 1971 chỉ bắt giữ được 80 người tình nghi hoạt động cách mạng. Trong nhiều trường hợp, các đơn vị này mất hàng tháng trời mà không phát hiện được dấu vết của quân giải phóng hay du kích, bởi các anh bộ đội của ta đã chơi trốn tìm cực kỳ giỏi. Dù binh lính Mỹ có dắt chó đi dạo khắp các khu rừng Việt Nam, có khi cũng chả tìm được anh bộ đội nào, nhưng mà ở đâu đó từ trong những lùm cây lại chĩa ra những khẩu súng AK, khiến cả chó lẫn người đều bị súng bắn cho xối xả, trở nên toán loạn và tan tác. Vì bộ đội ta cực kỳ thông minh và nhanh nhẹn, nên số phận của lực lượng chó nghiệp vụ Mỹ ở Việt Nam lại khá hẩm hưu. Khi đi thì áp đảo với 5.000 con, nhưng khi về thì chỉ còn hơn 200 con. Mà điều đáng buồn nhất đối với chúng là khi đi thì được nâng như nâng trứng, được gọi là chó nghiệp vụ xịn sò, hẳn hoi, nhưng khi về thì bị gọi với cái tên là chó cảnh. Chắc là lúc ý thì nó cũng vô cùng hối hận, biết thế chẳng sang Việt Nam giúp lính Mỹ nữa. Bởi sau khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết, quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam thì chúng bỏ chó chạy lấy người. Rất nhanh chóng, các đơn vị quân khuyển bị giải thể vì chúng nghĩ các chó nghiệp vụ giờ thành chó cảnh rồi nên giữ lại cũng vô tích sự, nên quân đội Mỹ phân loại thành trang bị, bỏ đi. Trong số hàng nghìn chó nghiệp vụ, chỉ có 204 con chó xuất sắc được mang theo để triển khai ở các căn cứ khác. Một số ít chuyển giao cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục sử dụng, số còn lại đơn giản là bị chết hoặc bị vứt bỏ, hay đơn giản là thành món cầy tơ bảy món rồi cũng nên, rừng riêng, biển rượu, suối lá mơ. Xem đến đây thì tôi thấy bọn Mỹ cũng mang chó sang Việt Nam thì đúng là dở thật rồi đấy. Ngoài ra thì một nguyên nhân nữa khiến chó nghiệp vụ của Mỹ bị hao hụt đáng kể là vì lý do sức khỏe. Chúng ở bên Mỹ quen rồi, giờ sang Việt Nam gặp thời tiết khắc nghiệt, lúc mưa lúc nắng, ghẻ lở khắp người lại không có ai chăm sóc. Bởi suy cho cùng, chúng cũng là một công cụ của chiến tranh, nên bọn Mỹ chẳng có tí trách nhiệm nào bảo vệ đại boss gì cả. Thế nên nói Mỹ là đại quân máu lạnh thì cũng chẳng sai, vì ngoài việc cho nó ăn ngon thì những đại boss cũng rất cần được chăm sóc và yêu thương nữa. Chỉ tiếc là chúng đã sai khi chọn chủ mà thôi. Anh em thân mến, như vậy, đội quân khuyển chiến của Mỹ cực kỳ nhanh nhẹn và cũng rất thông minh, nhưng đáng tiếc một điều là số phận của chúng cũng giống bao nhiêu lính khác, khi gặp phải bộ đội Việt Nam thì cũng chẳng còn đường về nhà nữa. Vậy mới biết là những anh lính Cụ Hồ giỏi như thế nào anh em nhỉ? Chẳng có gì làm khó được các anh cả. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần sau.